Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh PTA Let's Go. Và phía sau của tôi đó là một bến thuyền với rất nhiều những con thuyền. Và nói về lễ hội ở tại miền Bắc nói riêng hay là ở Việt Nam thì không thể không nói đến lễ hội Chùa Hương. Lễ hội Chùa Hương bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 âm lịch cho đến ngày 25 tháng 3 âm lịch, diễn ra trong vòng 3 tháng. Và đây là lễ hội lớn nhất. Hôm nay hãy cùng với PTA chúng ta sẽ đi lễ hội Chùa Hương nhé. À, khu vực bắt đầu chỗ này gọi là bến thuyền rồi. Và cái suối này này, nó có tên là suối Yến. Các bạn đang nhìn thấy ở đây có hàng nghìn con thuyền ở chỗ này luôn. Giờ thì mình sẽ xuống thuyền chị nhỉ? Vâng. Đây. Vâng. Từ đây đi vào đền Trình. Đi vào đền Trình. À. Vậy thì chị nói cho em cái kiểu như là mình sẽ đi như thế nào chị? Nhá, bây giờ là chị em mình đi xuống thuyền này. Vâng. Xong là đi vào lên đền Trình này. Đền Trình xong là lễ Trình. Lễ Trình. Ừ, thế xong lại xuống thuyền đi tiếp. Dạ. Đi vào bến Thiên Chủ. Rồi mới đến là gọi là bến Thiên Chủ. Xong là đúng rồi. Xong là lên bến Thiên Chủ cái là đi lên chùa Thiên Chủ này. À vâng. Xong lễ xong chùa Thiên Chủ cái là đi vào động Hưng Tích. À rồi tụi em sẽ đi vào động Hưng Tích đúng không? Đúng rồi. Vâng. Rồi từ đó thì tụi em đi xong rồi mới quay trở ngược lại. Đúng rồi. Dạ vâng. Đấy. Còn cái suối này gọi là suối Yến đúng không chị? Đây là gọi là suối Yến. Vâng. Ừ. Ồ đây em thấy nhiều thuyền quá chị nhỉ? Cái ở đây có bao nhiêu thuyền? Ở đây là mấy nghìn cái cơ nhỉ? Mấy nghìn cái cơ à? Ừ. Như vậy thì tức là rất là đông người đến với Chùa Hương. Đúng rồi. Em nghe nói là Chùa Hương là cái gọi là gì nhỉ? Hội Chùa Hương là hội lớn nhất ở đây phải không chị? Đúng rồi em. Ồ, đó như các bạn đang thấy đây là chị Hà nhá. Là hôm nay chị Hà sẽ mình cũng đi mua vé thôi. Đây là vé của mình đây này các bạn này. Và hôm nay chị Hà sẽ là người sẽ đưa mình đi trên cái dòng suối Yến này. Ở đây em thấy gọi là sống còn được ấy chứ. Nó lớn. Nhưng mà mọi người ở đây gọi với một cái tên rất là đẹp, đó là suối Yến nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên trên thuyền để chúng ta đi trên dòng suối Yến này. Đây, thuyền ở đây là thuyền sắt nha các bạn. À, rồi. Một cái thuyền rất là to. Tuyệt vời. Đó, và hôm nay chị Hà sẽ là người sẽ đưa chúng ta đi. Và chị ơi, em thì chưa biết nhiều lắm về Chùa Hương, mặc dù em có tìm hiểu sơ sơ. Thì có gì trên cái trong cái hành trình này chị chia sẻ giúp em nhé. Và đây là chị Hà nha các bạn, chúng ta cùng làm quen với chị Hà. Hôm nay chị Hà sẽ chở chúng ta để đi hội Chùa Hương. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với hành trình đi trên dòng suối Yến. Chị Hà lái đò được chèo thuyền này được lâu chưa chị? Được 30 năm rồi. Ừ. Ồ, và ở đây thì như vậy thì hồi nãy là em thấy là ở đây cũng khoảng mấy nghìn cái, là khoảng 6.000 cái không chị? Đúng rồi. Khoảng 6.000 cái. Vâng. Cái hôm mà thứ chủ nhật là đi hết đấy. Chủ nhật đấy. Ừ. Ồ, tức là vào trong 3 tháng của hội. Đúng rồi. Chùa Hương thì từ ngày 6 tháng 1 cho đến ngày 25 tháng 3 phải không chị? Đúng rồi. Như vậy thì cứ vào cuối tuần là rất là đông. Rất là đông. Ờ vậy thì rất là đông. Vâng. Đi hết cả 6.000 cái thuyền này. 6.000 cái thuyền luôn. 6.000 cái thuyền mà vẫn còn cháy. Tức là không có thuyền không mà đi ấy. Không có thuyền mà đi nữa. Đó các bạn có thể nghe thấy nha. Rất là đông luôn. Nếu vào những ngày cuối tuần trong cái dịp lễ hội trong vòng 3 tháng nha. Lễ hội Chùa Hương là bắt đầu vào ngày 6 tháng 1 đến ngày 25 tháng 3 và đến trong những ngày cuối tuần thì 6.000 chiếc thuyền này mà còn cháy vé, tức là không có thuyền để mà đi ấy các bạn, tức là đi liên tục. Nói như vậy thôi để chúng ta thấy rằng là lễ hội Chùa Hương là một lễ hội cực lớn ở tại miền Bắc. Và trong các lễ hội ở tại miền Bắc thì lễ hội Chùa Hương là lễ hội có thể nói là lớn nhất ở tại đây. May mắn là hôm nay là em đi vào ngày thường nên có thể đi và không có phải là gọi là gì quá là nhiều người đúng không chị? Đấy, rất là may mắn. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể thấy có những chiếc thuyền cũng đang bắt đầu chở những du khách. Các bạn coi cả những chiếc thuyền với đầy ắp người luôn. Hôm nay là chị Hà ưu ái lắm ấy, mới cho mình trên một chiếc thuyền mà chỉ có mỗi mình với anh Thành thôi đấy. Nhưng mà chạy như này có lỗ không chị? Thôi vì chúng em nhờ. Đó, rất là may mắn đấy các bạn. Đó, mình cũng phải nói mãi đấy là chị Hà mới đồng ý đấy các bạn ạ, để chở PTA đi đấy các bạn. Vậy thì như thế này đi chị Hà ơi, nếu mà mai mốt mà mọi người có đến Chùa Hương ấy mà có mong muốn là chị Hà sẽ chở chị
chở mọi người đi thì chị Hà có sẵn lòng không ạ? Có chứ. Dạ vâng. Thế thì bây giờ thế này đi, em xin số điện thoại của chị nhá. Chị có thể đọc cho mọi người cái số điện thoại của chị không? Số điện thoại của chị là 0978 0978 835 835 854 854. Em bắn luôn cái số điện thoại của chị lên màn hình cho mọi người nhá. Đó, vậy thì các bạn khi mà các bạn đến với Chùa Hương thì các bạn để đi thuyền trên Suối Yến thì các bạn chúng ta có thể gọi theo số điện thoại của chị Hà mà mình đã bắn lên trên màn hình cho các bạn rồi ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với hành trình chúng ta đi hội Chùa Hương nha các bạn. Và điểm đầu tiên là chúng ta bắt đầu từ bến thuyền Suối Yến, thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu chị Hà? Tiếp theo bây giờ mình lên đền Trịnh. Lên đền Trịnh, vâng. Chỗ này có quá trời thuyền luôn, đang là đến đây. Và đây là khu vực của đền Trinh. Cái lý do mà mọi người gọi là đền Trinh á, tức là nơi để trình diện đấy các bạn. Thì ngày xưa ở khu vực này là mọi người làm nông nghiệp. Và khi mà đến cái ngày mùng 6 tháng 1 thì bắt đầu sẽ bà con ở xung quanh của khu vực Suối Yến này bắt đầu là làm cái mùa vụ mới. Thì bắt đầu một mùa vụ mới thì mọi người sẽ đến đây để trình diện, để xin thần sông, thần núi để cho phép bắt đầu để đi vào khu vực này để bắt đầu trồng cấy và cho một cái mùa vụ mới ha các bạn. Đó là ý nghĩa của đền Trịnh. Và bây giờ thì khi mọi người đến với Chùa Hương thì mọi người cũng đi lại cái cũng thực hiện lại cái việc đó là việc đi đến với đền Trịnh để bắt đầu cho cái chuyến chảy hội của mình. Ở kia có hai chị đang là mua chim và thả, đang thả chim này, đang là phóng sinh đấy. Đây là đền Trịnh rồi. Đền Trịnh Chùa Hương, Ngũ Nhạc Linh Từ. Thì trước đây thì khu vực ở Suối Yến này mọi người làm nông nghiệp. Chính vì vậy là để mà bắt đầu một cái mùa vụ mới thì mọi người sẽ đến đây vào ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch là đến đây để mà trình diện, để mà xin phép thần sông, thần núi để bắt đầu một cái mùa vụ canh tác mới. Và đó là lý do mà mọi người đến nơi này với những cái lễ vật và dâng cho thần sông, thần núi. Và ngày nay thì chúng ta thấy là các bạn có thể thấy là rất rất nhiều những người dân, những du khách cũng đến đây để bắt đầu cho cái cuộc hành hương của mình. Ở đây là chính điện. Rất đông những du khách đến đây để bắt đầu cho chuyến hành trình đi về cõi Phật của mình. Đền Trịnh thì thờ Linh Lang Đại Vương. Mọi người rất là thành khẩn nha các bạn. Đó, và những mâm hoa quả, những mâm gà, mâm xôi, những cái lễ để dâng đã được chuẩn bị. Và mọi người rất là thành khẩn để bắt đầu cho cái hành trình đi về với đất Phật. Đó là Chùa Hương. Đây là
khu vực Cung Cấm. Vâng, chào bác. À, bác ơi, bác có thể cho biết là mọi người lý do gì mọi người đến với đền Trình này ạ? Thì lý do là khách thập phương hàng năm là dân thôn Yên Vĩ đây đến ngày mùng 6 Tết là mở hội chùa Hương. Vâng. Thì du khách thập phương đến đây để tham quan chiêm bái của Đức Đại Vợ vào trong kia để chiêm bái Phật. Trước khi vào chùa Hương thì lên lễ trình. Thì hành khách là lên lễ trình chiêm bái Đức Đại Vương, và nơi đây là chính là đền Trình chùa Hương. Vâng, đây là danh chữ của nó là Ngũ Nhạc Linh Tử, Ngũ Nhạc Linh Tử, nơi thờ Đức Đại Vương. Vâng. Thì trước khi hành khách vào đây thì lên đây để kiểu như là mình đi vào cơ quan, là vào đây để lên qua để trình ngài xong đi vào trong kia. Dạ vâng, rồi cho cảm ơn bác nhiều nhé. Dạ vâng. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng hiểu là đền Trình là nơi mà mọi người sẽ đến để xin đầu tiên, tức là một cái nghi lễ để trình diện trước khi đi vào phía trong. Hello chị. Chúng ta lại gặp lại chị Hà. Và hôm nay thì chị Hà sẽ chỉ phục vụ riêng mình thôi. Thực ra là ưu ái lắm ấy chị nhờ. Chị ơi, điểm tiếp theo của mình là mình sẽ đi đâu ấy chị nhờ? Điểm tiếp theo của mình bây giờ là đi vào Bến Thiên Trù em ạ. Bến Thiên Trù, vâng. Bến Trọng Yến ấy chị, tức là từ bến đò đây mình đi vào đền Trình, rồi lại đi vào trong nữa, cả cái hành trình của mình là nó là dài bao nhiêu chị? Từ bến này mà vào đến bến Thiên Trù là 5 cây số. 5 cây số. 5 cây số thì vậy thì là mình đi hết 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ chèo thuyền như thế này á? Wow. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với hành trình đi từ đền Trình và đi vào phía trong, và chúng ta sẽ có 5 km đi trên 5 km đường ở trên mặt nước này, ở trên dòng suối Yến. Một ngày thường thôi mà các bạn có thể thấy là có rất nhiều du khách cũng đang là đi trên dòng suối Yến này. Và những chiếc thuyền vẫn đang đi trên cái dòng suối để đưa những du khách đi đến với khu vực của chùa Thiên Trù ở phía trong và động Hương Tích. Thì nói về lịch sử của chùa Hương này thì cái khu vực này, đây là một cái khu vực của núi và sông tức là dòng suối Yến này đây, một cái nơi mà có cái khung cảnh rất là hữu tình. Và khi nói đến chùa Hương thì chúng ta sẽ phải nói đến cái một vị vua, đó là vua Lê Thánh Tông. Ông chính là người đã khai phá ra vùng đất Hương Sơn, và tại đây thì đã trải qua từ đó đến nay có 13 đời sư tổ. Và danh thắng chùa Hương hiện nay là một trong những cái danh thắng mà rất là đẹp và cực kỳ nổi tiếng trên cả đất nước Việt Nam chúng ta. Và không chỉ là trên toàn cõi Việt Nam mà chùa Hương còn rất nổi tiếng ở cả thế giới nữa các bạn ạ. Đối với những người gọi là theo đạo Phật, tức là những Phật tử chân chính, thì chùa Hương là một trong những nơi mà mọi người sẽ dành cái thời gian đầu tiên để đi đến. Nhìn đây thì chúng ta có thể thấy rằng là dòng suối và xung quanh đó là núi non, một khung cảnh cực kỳ là nên thơ. Và một cái khung cảnh này thật sự là sơn thủy hữu tình. Và quay trở lại với những cái nghi thức những cái nghi thức của lễ hội ấy, thì có một cái nghi lễ, đó là lễ khai sơn. Lúc nãy mà chúng ta có ghé với đền Trình ấy các bạn, thì ở đó là cái nơi mà mọi người vào ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch, thì mọi người ở đây, tức là người dân ở xung quanh đây,
là làm cái nghi lễ gọi là lễ khai sơn. Ở lễ này thì mọi người sẽ tạ ơn thần núi và chúa Sơn Lâm và cầu mong cho một năm mới làm ăn may mắn và tránh tai ương, tà ma và thú dữ. Trong ngày lễ này, sau những nghi thức cúng lễ, dân làng sẽ cử một vị bô lão có uy tín trong làng, gia đình song toàn, nhà không có tang, để thay mặt dân làng cầm dao đi ra phía sau đền, chặt một số cành cây, dây leo làm phép. Và kể từ hôm đó, người dân mới chính thức được vào rừng. Và chúng ta đang đi ở đây, tức là phía trong, kể từ đền trình ấy các bạn, đó chính là cái phía, đấy là chính là nơi mà bắt đầu để vào rừng. Và từ ngày đó, tức là ngày 6 tháng 1 âm lịch thì mới là ngày bắt đầu để mọi người có thể vào rừng, tức là đi vào khu phía trong này. Còn nói về cái việc làm cho chùa Hương trở nên một nơi mà nổi tiếng cho đến tận ngày hôm nay, thì chúng ta còn có thể nói đến một người, một nhân vật lịch sử rất là nổi tiếng, đó chính là chúa Trịnh Sâm. Ông còn có một cái tên, đó là chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm. Vào tháng 3 năm Canh Dần năm 1770, chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm tuần du trấn Sơn Nam với cả quân dưới trướng. Nhà chúa đã vào động hương tích thắp hương vãn cảnh và đề lên vách cửa đá ở động năm chữ Nam Thiên Đệ Nhất Động. Động hương tích đã là nơi linh địa, lại được nhà chúa ca ngợi Nam Thiên Đệ Nhất Động thì lại càng đắc địa với lòng người. Vì lẽ động hương tích thờ Phật Bà Quan Thế Âm là chỗ dựa tinh thần của lòng dân để cầu bình an và mọi điều tốt lành. Và có thể nói rằng là chúa Trịnh Sâm là người đã đưa vị thế của động hương tích trở thành một di tích lớn và cũng đặt nền móng cho sự phát triển của lễ hội chùa Hương sau này. Lịch sử của chùa Hương đã có từ xưa, từ đời của vua Lê Thánh Tông và những năm 1400, và đến thời chúa Trịnh, tức là chúa Trịnh Sâm, thì ông đã làm cho chùa Hương còn đã nổi tiếng rồi thì lại còn nổi tiếng hơn nữa. Và đó là lý do tại sao mà có rất nhiều những khách du lịch khi mà nói về đi lễ hội đầu xuân đầu năm thì mọi người đều nhắc đến chùa Hương. Chùa Hương thì không chỉ nổi danh là một cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp từ rất là xưa rồi, mà bên cạnh đó thì chùa Hương còn nổi tiếng bởi ở đây còn có một sự tích rất là đặc biệt, rất là hay. Đó là sự tích bà chúa Ba. Theo Phật thoại ngày xưa, vào đời vua Diệu Trang Vương ở nước Hương Lâm kể rằng, thời trị vì nhà vua không có con để kế vị ngai vàng, nên nhà vua bèn đến miếu Tây Nhạc cầu tự. Lòng thành nhà vua cảm động với thiên đế. Nhân lúc ở dưới trần gian, có gia đình họ Thị có 3 người con bị Ngọc Hoàng giáng tội vì gia đình ăn ở không tốt và cho nhốt vào ngục tối. Được tin ở hạ giới có nhà vua đang cầu xin con, nên Nam Tào xin Ngọc Hoàng cho 3 anh em họ Thi đầu thai vào gia đình nhà vua, nhưng phải chuyển kiếp thành nữ giới. Thế rồi qua thời gian trôi qua, hoàng hậu cũng mang thai, nhưng sau nhiều năm sinh nở, hoàng hậu chỉ sinh được 3 người con gái và đặt tên là Diệu Thanh, Diệu Âm và Diệu Thiện. Vì không sinh được con trai để nối ngôi nên nhà vua rất buồn phiền. Rồi thời gian đi qua, các công chúa cũng đã khôn lớn. Trong 3 cô công chúa thì công chúa thứ 3 vừa đẹp người lại đẹp nết, lại có tâm hướng thiện sâu sắc. Nàng chỉ mong được xuất giá tu hành. Vì không có con trai nối ngôi nên nhà vua gả chồng cho các công chúa, hy vọng có kén được rể tốt để nhường ngôi báu.
Nhưng thật đáng tiếc, hai người rể họ Triệu và họ Mã đều là những người tham lam nên không xứng đáng để làm vua nhường ngôi. Chính vì vậy, nhà vua bắt công chúa thứ ba phải lấy chồng, hy vọng có người rể tốt để truyền ngôi. Nhưng công chúa một mực cự tuyệt, không muốn xuất giá, mà muốn xuất gia tu hành. Nhà vua tức giận, bèn nhốt công chúa vào vườn sau cách ly với mọi người. Nhưng công chúa lại thấy nơi đây rất yên tĩnh để tu hành. Nhà vua thấy vậy, bèn đưa nàng tới chùa Bạch Tước và bảo các nhà sư bắt nàng làm nhiều việc nặng nhọc, mong nàng nản chí từ bỏ việc tu hành. Thế nhưng lại càng mừng rằng đó là quy luật hữu thân hữu khổ, không tiếc thân mình, hằng mong đắc đạo. Nhà vua thấy vậy lại càng tức giận, bèn sai quan quân đốt chùa giết sư. Công chúa thấy vậy bèn cắt tay chảy máu và vung lên trời. Ngọc Hoàng thấy vậy biến những giọt máu thành mưa dập tắt lửa. Việc làm của nàng càng làm cho nhà vua tức giận. Cho dù hoàng hậu và mọi người can ngăn, nhưng nhà vua vẫn sai quan quân đưa nàng ra pháp trường xử chém vì nàng chống lại lệnh của nhà vua. Ngọc Hoàng thấy vậy liền sai thần linh hóa thành mãnh hổ, biến thành trận cuồng phong tối tăm, và mãnh hổ lao ra cõng nàng công chúa vào rừng, cứu thoát khỏi sự truy đuổi của quan binh. Sau đó, nàng được sứ giả của Diêm Vương đưa xuống thăm 18 tầng địa ngục. Ở đây, nàng chứng kiến rất nhiều sự tra tấn và cực hình của những tội nhân rất thương tâm và đau lòng. Nàng cầu xin được xá tội cho những tội nhân, nàng than rằng: ước sao tù ngục vắng không, bao nhiêu tội chúng sạch trong lầu lầu. Lòng thành của nàng được Thượng Đế cảm động, liền sai Diêm Vương xá tội cho những tội nhân. Sau đó nàng được đưa lại dương gian và được thần hổ đưa về chùa giải oan để tu hành. Ở đây nàng được Đức Phật thử lòng son sắt xem nàng có thực sự có tâm hướng Phật hay không, hay vẫn vương vấn tình ái nhân gian. Nhưng nàng một lòng một dạ muốn được tu hành để cứu độ chúng sinh. Đức Phật thấy nàng một lòng hướng thiện, bèn sai thần hổ đưa nàng vào động Hương Tích để tu hành. Trước khi vào động, nàng được Đức Phật cho tắm ở suối Giải Oan, mong rằng nàng sẽ chút bỏ mọi muộn phiền để hướng tâm vào tu hành. Sau 9 năm tu hành, bà đã có nhiều phép thuật, được chư Phật kính trọng và tôn bà là Bồ Tát Quán Thế Âm, còn có tên gọi là Bà Chúa Ba. Ứng với mong ước của bà, tu hành là để độ cho chúng sinh được an lành. Cùng lúc đó tại quê nhà, nhà vua thì lâm bệnh nặng, đất nước thì loạn lạc vì sự tranh giành ngôi báu của hai người con rể. Thấy vua cha như vậy, Bà Chúa Ba đã cải trang đến chữa bệnh cho nhà vua và giúp gia đình tránh khỏi cảnh loạn lạc. Vì để chữa bệnh cho nhà vua mà bà đã chặt tay, móc mắt để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi nhà vua khỏi bệnh, bà lại quay lại động Hương Tích để tu hành. Khi nhà vua đã khỏi bệnh và đất nước cũng trở lại thái bình, nhà vua đã dò hỏi và dẫn cả gia đình tới động Hương Tích để cảm tạ. Lúc đó, nhà vua mới nhận ra người chữa bệnh cho mình đó chính là công chúa thứ ba ngày xưa mà mình đã hắt hủi. Cả nhà khi nhìn thấy Bà Chúa Ba bị mất cả tay và mắt thì rất đau lòng. Nhưng bà khuyên mọi người đừng quá đau lòng vì bà đã mãn nguyện tu hành. Sau bao nhiêu năm xa cách gia đình mới được đoàn tụ. Lúc này nhà vua thức tỉnh và mong được xuất gia tu hành để được chuộc lại lỗi lầm. Thấy tâm lòng của cả gia đình bà như vậy, Chúa Trời đã hóa phép cho bà được trở lại như xưa. Cảm động trước tấm lòng của cả gia đình, một lòng hướng thiện tu hành, Chúa Trời đã sắc phong cho công chúa thứ ba là Quán Thế Âm Bồ Tát. Công chúa thứ nhất là Văn Thù Bồ Tát, công chúa thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát. Nhà vua là Thiện Thông Bồ Tát, hoàng hậu là Khuyến Thiện Bồ Tát. Vậy là cả gia đình Bà Chúa Ba được vinh hiển thơm tho, lưu truyền hậu thế và trở thành một nét đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam. Dân gian còn lưu truyền câu thơ rằng trong bể nước Nam ta, chùa Hương có Đức Phật Bà Quan Âm. Ở chùa Hương còn có một nơi hiện giờ vẫn lưu truyền thờ phụng gia đình Bà Chúa Ba, đó là động chùa Tiên Sơn, chùa Hương. Và từ xa xưa, nét đẹp đó đã trở thành một lễ hội truyền thống của dân tộc. Cứ mỗi độ xuân về thì du khách cả nước lại nô nức về đây chảy hội.
thắp một nén hương cầu mong người mẹ của tâm linh luôn che chở cho mọi người được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua những khó khăn. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã đến được với bến thuyền ở phía xa này. Đây chính là bến thuyền, bến Thiên Trù. Để từ đây thì chúng ta sẽ đi vào chùa Thiên Trù. Tôi đang quan sát thì không chỉ có những người Việt Nam mà còn có cả những du khách nước ngoài cũng đến đây và đến với chùa Hương. Đây, với vé trên tay chúng ta sẽ đi vào phía trong, lối vào. Rồi, em gửi. À, cái này quét rồi anh. À, quét. Rồi. Em có giữ được cái đấy không? Như vậy ở đây là vé điện tử nha các bạn. Chỉ cần quét cái là qua được thôi. Hiện tại thì tôi đang ở tại cái gọi là bến trò này, ở trong cái tấm bản đồ này. Và từ đây thì chúng ta sẽ đi các cái bậc thang để đi lên chùa Thiên Trù. Và rồi từ đó thì sẽ đi tiếp tục đến động hương tích ở phía trên kia. Từ bến trò chúng ta sẽ đi các cái bậc cầu thang này để đi lên với chùa Thiên Trù. Chùa Thiên Trù là ngôi chùa mà được vua Lê Thánh Tông cho xây dựng từ những năm 1400. Và các bạn có thể thấy thì mặc dù là một cái ngày, mới chỉ là một ngày trong tuần thôi, nhưng mà rất là đông các bạn ạ. Rất là đông các du khách đến với chùa Hương. Vì hiện tại đang là trong cái mùa lễ hội chùa Hương. Từ ngày 6 tháng 1 cho đến 25 tháng 3 âm lịch. Là một lễ hội lớn nhất cả nước. Vậy nên là quý vị và các bạn có thể thấy rằng là ở đây lượng du khách rất là đông. Mặc dù hôm nay là ngày thứ ba, là một cái ngày gọi là một ngày trong tuần thôi, chưa phải là dịp cuối tuần nha các bạn. Mà các bạn có thể thấy rất nhiều du khách từ già trẻ, trai gái, đủ mọi tầng lớp đều đi đến với chùa Hương để đến với lễ hội lớn nhất cả nước này. Phía trước mặt của chúng ta đó chính là cái cổng tam quan. Có ba cái cánh cửa để đi vào khu vực của chùa Thiên Trù. Sở dĩ lại có cái tên là Thiên Trù vì ngày xưa thì những năm 1467 thì vua Lê Thánh Tông niên hiệu là Quang Thuận thứ 8. Theo một số sử ký còn lưu lại thì có kể lại đó là trong một chuyến tuần thú phương Nam lần thứ 2 và nhà vua đã cùng với các tướng sĩ của mình đi qua cái khu vực của núi Hương Sơn, tức là khu vực chùa Hương này đây, và nghỉ lại ở thung lũng Lão và cho quân lính thổi cơm ăn.
vốn là một người biết về phong thủy, chiêm tinh. Vậy nên là nhà vua sau khi mà xem sao thì mới thấy rằng là cái nơi mà mình đang là cho quân lính nghỉ ngơi và đóng quân lại nó lại ứng với sao Thiên Chủ. Do vậy mà nhà vua đã đặt luôn tên cho cái khu vực đó là Thiên Chủ, tức là khu vực Hương Sơn này đây, và cho xây dựng am thờ mà bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy, đó chính là ngôi chùa Thiên Chủ. Và hai bên của chùa hiện nay thì có những cái bia, kia là những cái bia ghi lại công đức, cũng như là ở bên đây thì có hai tượng sư tử màu vàng, đó đang là chầu bái. Và đây là chùa Thiên Chủ. Các bạn có thể nhìn thấy từ cái chỗ cổng tam quan ở ngoài kia và lên đây, đó là một cấp này, đến đây là hai cấp này, và phía dưới là ba cấp. Như vậy chúng ta nhìn thấy một cái kiến trúc là ba cấp. Và ở đây nhìn cái thế đất này nó rất là vuông vắn, cực kỳ vuông vắn. Nếu các bạn nhìn thấy từ ngoài cổng, từ phía ngoài cổng kia đi vào đây, và kia là cái thành, cái tường, và bên đây cũng là cái tường đó. Và chúng ta có thể thấy đây là một cái thế đất là hình chữ nhật. Ở phía trong đây là chính điện thì thờ Phật, một thờ Phật Bà. Chúng ta có thể nhìn thấy khu vực tượng tượng Phật ở đây. Và ở đây là đài hương. Và ở đây còn có một cái ống đồng. Đó, một cái gọi mình gọi là ống đồng. Để mà hương khói, mọi người có thể thắp hương ở đây. Đó, và nhìn ở cái góc này, nhìn cái ngôi chùa này, thì theo tìm hiểu thì tôi thấy là nó, đây là theo cái kiến trúc của thời Lê Nguyễn, nó đan xen lẫn nhau. Và rất đông những du khách đang là có mặt ở trong khuôn viên của chùa Thiên Chủ. Đây là con sư tử vàng, và trước sư tử này rất là nhiều tiền, tiền lẻ này, rất nhiều tiền luôn. Và đây là gian thờ Phật. Đây là ban thờ Đức Chúa Ông. Còn đây là ban thờ Hộ Pháp Thần, một pho tượng rất là to ở đây. Và tôi đang thấy mọi người
đang để tiền lẻ ở phía trên. Còn đây là ban thờ Đức Thánh Tăng. Ở đây là ban thờ chính. Phía bên phải của ban thờ của gian thờ chính thì có thờ Đức Thổ Địa. Đây là ban thờ Đức Thổ Địa. Ở đây là hộ pháp thần. Như vậy là bên trái và bên phải đều có ban thờ của hộ pháp thần. Ở đây có Đức Thánh Hiền. Và đây là giám trai sứ giả. Và rất đông mọi người đang là đến đây để vái lạy. Và chính giữa đây chính là ban thờ Tam Bảo, thờ Đức Phật. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với gian thờ chính, thờ Tam Bảo ở tại chùa Thiên Trù. Một kiến trúc rất là đẹp, cổ kính. Ở phía trên, ở phía mũi này của những cái mái này thì có, đó là những con rồng đó. Kiến trúc này rất là đẹp, ở phía kia cũng vậy. Ở đây là điện mẫu mà trong nhân gian của chúng ta đó chính là mẫu Liễu Hạnh. Và mẫu Liễu Hạnh là một trong tứ bất tử của Việt Nam của chúng ta, như các bạn cũng đã, chúng ta cũng đã được học và được biết hả các bạn. Trong tín ngưỡng dân gian thì tứ bất tử là những vị được người dân tôn thờ. Và đây là điện thờ mẫu. Phía ngoài này tôi thấy có những cái tòa tháp. Phía này đây là những cái tòa tháp. Có lẽ đây là khu tháp của những vị sư đã viên tịch ở tại đây. Ở ngay bên cạnh của điện mẫu này đây. Và cũng rất nhiều người đang ở phía trong và đến đây và khấn vái với mẫu Liễu Hạnh. Kia là ban thờ mẫu Liễu Hạnh nha các bạn.
Mọi người, tôi thấy rằng là mọi người đến đây thì rất là thành kính luôn. Và ở đây thì không phải là một cái nơi để chúng ta chỉ có đến đây để đi tham quan, mà đến đây hầu như mọi người đến đây đều mang theo mình đó là một cái lòng, tấm lòng thành hướng về Phật. Cũng bởi vì là Hương Sơn hay chùa Hương là miền đất của Phật, và đây là một trong những cái vùng đất rất là linh thiêng của đạo Phật ở tại Việt Nam. Và chúng ta đang đến đây đó là đến khu vực của các vị tổ sư, những vị sư trụ trì. Và đây là ban thờ các vị sư trụ trì. Trước ban thờ thì có một con cá chép này, đây, một con cá chép. Đó. Và phía trong là các tượng của các vị sư trụ trì. Trên đây tôi thấy có một cái ghi tiếng gì, nó có phải là tiếng Phạn không? Đó thì tôi cũng không biết là tiếng gì, nếu các bạn biết thì các bạn có thể chia sẻ ha. À, chỗ này là khu sinh hoạt của các sư thầy ở đây phải không? Không gian ở đây đúng là theo một cái hình chữ nhật nha. Như vậy là chúng ta đã vừa đi một vòng khu vực của chùa Thiên Trù, một ngôi chùa mà đã được nhà vua Lê Thánh Tông khi mà đi tuần qua đây, và được sau khi mà ông đã chiêm tinh thì ông đã cho đặt tên đó là Thiên Trù và xây dựng ngôi am thờ, rồi sau đó trở thành một ngôi chùa cho đến ngày hôm nay, một ngôi chùa rất là cổ ở tại Chủ Hương ha các bạn. Rất nhiều bà con đến đây đi vãn cảnh Chùa Hương. Và nhắc lại với mọi người rằng là lễ hội Chùa Hương là bắt đầu vào ngày 6 tháng 1 âm lịch cho đến ngày 25 tháng 3 âm lịch nha các bạn. Đi chưa? Nhung ơi! Nhung ơi! Tuấn ơi! Sao? Chào mọi người xuống. Đấy, còn đồ đây biết là trắng cầm nữa. Như đây. Hết xong kiện. Xong. Được rồi. Tắt cửa mẫu đi. Đây là khu vực của gác chuông, và chúng ta có thể để ý thì ở đây nó có đến 8 mái. Đây là một cái gác chuông biểu tượng của chùa Hương. Gác chuông 8 mái cổ nha các bạn. Xoay kinh luân theo chiều kim đồng hồ. Ở đây có một cái nơi để chúng ta có thể xoay kinh luân theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta sẽ vào xoay ha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chùa Thiên Trù. Chúng ta vừa đi qua chùa Thiên Trù, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với ga cáp treo để đi động Hương Tích. Ôi, chỗ này còn đông hơn nữa này. Vậy cáp treo chùa Hương. Em hai vé nhá, một chiều. Mời các anh chị. Ở đây là hai vé người lớn một chiều. Mỗi chiều là 150.000 một người. Cáp treo chùa Hương người lớn một chiều 150.000 một người. Vé điện tử. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên cáp treo chùa Hương. Đây là hệ thống cáp treo một dây. Từ đây thì cáp treo sẽ đưa chúng ta đi lên phía trên động Hương Tích. Là ga đến. Đi cấp treo mất khoảng chừng chưa đến 5 phút. Khoảng 5 phút nhỉ. Chưa đến 5 phút hả? Lắc lắc lắc. Không. Rồi, đi ra thôi. Mất khoảng 5 phút đi cáp treo thì chúng ta đã lên phía trên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với động Hương Tích. Mọi người thường hay đến đây để mua chim phóng sinh. Bây giờ thì chúng ta đã đến với động Hương Tích. Động Hương Tích, di tích lịch sử văn hóa. Đây là cổng vào. Tất cả mọi người lên đây sẽ đi qua cánh cổng nho nhỏ này để đi vào động Hương Tích. Và đây là dòng người. Các bạn hãy nhìn đi, một dòng người đến với trung tâm của chùa Hương. Đó chính là động Hương Tích. Chiều này là chiều mọi người đang đi đến, và kia là chiều đi về. Và ở đây lúc nào cũng như vậy các bạn ạ. Trong suốt mùa lễ hội này thì lúc nào cũng đông như thế này đây. Và hôm nay là ngày còn vắng đó các bạn ạ. Hôm nay là một ngày trong tuần nên là còn vắng người. Còn những ngày cuối tuần hoặc là những ngày khai hội, kết hội thì chỗ này có lẽ là không còn những cái khoảng trống như thế này đâu.
mà nó chật ních luôn. Cô đâu đến đây đấy? Cô ở thành phố Hải Phòng. Ồ, cô tận Hải Phòng mà đi chùa Hương à? Vâng. Thế là sáng nay cô đi hay là cô đã đi ngày hôm qua rồi? Đi từ 5 giờ sáng ở đây ạ. Sáng 5 giờ sáng là từ Hải Phòng xuất phát đến đây? Vâng. Vâng, lúc nãy kỳ này đây là lần đầu tiên hay là cô đã đến đây nhiều lần rồi? À, cô theo đoàn lần đầu tiên, nhưng còn đoàn đi nhiều lắm, năm nào các cô chú cũng đi. À, tức là năm nào thì các cô chú cũng đi, vâng. Nhưng mà với cô thì là lần đầu tiên. Vâng, lần đầu tiên. Thế lần đầu tiên đến đây thì cô, à, quên mất, nãy giờ cháu chưa hỏi tên cô. Cô tên gì cô nhỉ? À, tôi gọi chị đi cho trẻ nhé. À, chị đi. À, chị đi. À, chị đi, trời ơi. À, bây giờ mới nhìn. À, chị thôi chứ. Ừ. Mình cũng... trời ơi, nãy giờ tại vì vướng cái mũ nên mình không biết. Đây, chị thôi. Vâng, chị tên gì? Chị tên Hoa. Chị Hoa. Vâng. Chị Hoa đến từ Hải Phòng. Vâng. Lần này đi chùa Hương thì chị mong muốn điều gì? À, thì mong muốn có sức khỏe thôi. Sức khỏe, đúng không? Vâng, sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả, phải không chị? Vâng. Vâng. Thế chị đến với chùa Hương thì chị cảm giác thế nào? Phong cảnh hữu tình rất chi là đẹp. Đẹp quá nhờ? Ờ, à, đúng rồi. Dạ vâng, chị đã đến nơi nào mà đẹp như thế này trước đây chưa? À, cũng có, như chẳng hạn Yên Tử chẳng hạn. Vâng. Rồi chùa Ba Vàng rồi là cũng vâng. Tham quan nhiều nơi rồi. Vâng, và lần này chị đến đây chị vẫn thấy đẹp. Vẫn thấy đẹp. À vâng. Mỗi một nơi nó có một cái vẻ đẹp, vâng, đúng không chị? Mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau ạ. Rồi, em chúc chị là có một chuyến đi vui nhá. Vâng. Rồi. Xin cảm ơn nhá. Vâng, chào chị. Vâng. Bây giờ thì chúng ta đã đến với động Hương Tích. Ở đây rất là đông và mặc dù đã được làm thành những cái bậc thang như thế này, nhưng mà ở chính giữa này, đó các bạn thấy còn có một cái dây cáp như thế này để cho mọi người bám vào. Đặc biệt là những cô chú lớn tuổi thì có cái để mà bám vào để leo lên. Và động Hương Tích, một cái động rất là lớn đang trước mặt của chúng ta. Và ở trong đó thì bây giờ cũng phải cỡ vài trăm đến ngàn người. Dòng người đi xuống rồi dòng người đi lên đến với động. YouTuber hay là anh, TikToker? Anh ngồi ở đâu? Anh ngồi nghỉ ở đâu anh ơi? Đây, đoàn mình ở đâu đến đấy anh? Mình ở Hà Nội. À, Hà Nội lên đây. Thế là ngay đây luôn nhỉ? Thế chắc là anh phải đi nhiều lần lắm rồi nhỉ? À, thì cũng... Năm nào cũng đi? Rồi. Cũng gần như là như thế, dịch đã không đi được phải chứ. À, rồi thế là năm nào mình cũng đến đây. Thành tâm quá nhỉ? À, em Hồng, nhà số 10, nhà Trung, nhà thờ. À, cũng đi. Đấy. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta, ôi, chào anh nhá. Rồi, cảm ơn các anh chị nhá. Rồi. À, và hôm nay thì chúng ta, bây giờ thì chúng ta đã đến với động Hương Tích. Ở đây có một cái nhũ nhỉ, thạch nhũ lớn, rất là lớn luôn. Và như chúng ta đã tìm hiểu ở ngay phần đầu của video này, thì đây chính là động Hương Tích. Và đây là nơi thờ bà Chúa Ba, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là nơi bà đã tu hành và đắc đạo ở tại động này. Đây là một cái động khá là cao, với chiều cao khoảng 40-50 mét và rộng khoảng chừng 50 mét. Bên đây tôi thấy có một quả chuông đồng. Và chính giữa đây là một cái thạch nhũ rất là lớn. Và ở trong đây thì miệng của cái động này cũng rất là rộng luôn, và nó giúp cho ánh sáng vào đây. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là dòng người đang đi lên đi xuống này để đi vào động đây. Giờ đây thì chúng ta sẽ đi vào phía trong của khu vực động. Nhưng mà cái đấy tưởng đặt ở trong mà anh Hải. Xưa đây là bà Chúa Ba, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát, vốn dĩ là một vị công chúa rất là xinh đẹp, tuy nhiên lại không muốn lấy chồng, và
đã chọn là cho mình cái cách là đi đi tu tập và giữ cái hướng định hướng đó, và đã động tới Ngọc Hoàng, và rồi Ngọc Hoàng đã cho bà được đắc đạo. Ở phía trong cái động này các bạn hãy coi, ở kia đó là những cái thạch nhũ rất là đẹp ở trong khu vực của động Hương Tích. Rất đông, rất đông. Nhưng mà bà con Phật tử đến đây. Rất là đông, và đây chính là nơi thờ bà chú Ba. Mọi người đang là đến đây, và các bạn thấy giọt nước này không? Mọi người đang đến đây để hứng. Mọi người cho là đây là sữa mẹ của bà chú Ba. Đó, và hứng những giọt nước này là hứng cái sự may mắn. Có lợi đấy. Đúng. Rồi. Như vậy là chúng ta đã đến với động Hương Tích, nơi mà bà chú Ba đã tu hành và đắc đạo. Và giờ đây thì khu vực này có một ban thờ rất là trang nghiêm, và mọi người đến đây để thờ kính và cầu xin cái sự may mắn, sự bình an đến với cuộc sống của mình một khi mà đi chảy hội chùa Hương. Và một cái động rất là đẹp, với được thắp những cái đèn sáng và những cái thạch nhũ đây rất là đẹp luôn các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài sau khi đã đến với động Hương Tích rồi các bạn. Đến với đình chùa nói chung và đến với chùa Hương nói riêng thì chắc có lẽ những vị khách từ phương xa, những người Phật tử đều mang cho mình một cái mong muốn, một cái ước nguyện nào đấy. Và mọi người theo như quan sát của tôi là mọi người rất là thành tâm khi mà đến với chùa Hương này và tham gia lễ hội chùa Hương. Và các bạn cũng có thể đến với lễ hội này, bởi vì đây là một cái lễ hội có thể nói là dài nhất ở tại Việt Nam, khi kéo dài đến 3 tháng, kéo dài từ mùng 6 tháng 1 cho đến ngày 25 tháng 3 âm lịch nha các bạn. Và các bạn thì các bạn sẽ mong muốn điều gì khi đến với chùa Hương? Hãy nhìn chân đi đến với mùa lễ hội chùa Hương năm 2023. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn hơi sương, cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mơ hơi sương, cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương.